Vào một ngày bình thường ở trong Minecraft, tôi đang khá là chán nản ở trong cái thế giới của mình thì tôi thấy một cái hiện tượng kỳ lạ. Liệu đây có phải là... Đừng chơi một mình nữa, vào xem bờ My AI đi. Vào trong đấy đang có sự kiện. Mình gặp nhau ở Skyblock Season 2. Hello, hello, xin chào mọi người. Tôi đang có mặt ở trong server My AI Skyblock Season 2. Tình hình hiện tại là tôi sẽ tham gia cái sự kiện xây công trình Tết Tân Mão để nhận được cái mô hình One Piece. Anh em mà muốn tham gia cùng tôi thì còn đợi gì mà không vào server thôi. Ok, xấu, điều đầu tiên khi chơi server là dùng cái lệnh gạch kit để xem có đồ miễn phí nào không. Tôi nhận được mỗi kit online cho tôi những cái món đồ cơ bản. Mấy ông mới chơi thì có thể vào xem hướng dẫn để biết được cách chơi của server. Còn tôi là lão làng rồi, cần gì phải xem sách hướng dẫn nữa. Tiếp đến chúng ta có thể dùng lệnh gạch shop để vào cái cửa hàng mua nhiều cái món đồ khác nhau. Tôi đang xem cái giá thành ở trong cái cửa hàng này như thế nào, mua bán ra sao để có gì còn kiếm cái cơ hội kinh doanh làm giàu. Để ông có thể mua cả spawner này, ôi spawner các loại thú luôn này, nhưng mà giá nó hơi bị mắc thì phải. Sau một hồi nghiên cứu thì tôi thấy là bán bướu Nether được cái giá hời nhất, nên là tôi nghĩ là tôi sẽ kinh doanh cái mặt hàng này trong tương lai. Nhưng mà để cày tiền làm vốn đầu tư thì tôi cần phải qua một cái khu lập nghiệp, đó chính là cái khu warp rừng xanh này. Đấy anh em nhìn mà xem, Mems mới lên vào đây để kiếm tiền, chỉ cần ấn vào một cái thôi là 4 giây sau tôi đã được dịch chuyển qua một cái khu vực gọi là rừng xanh quá này. Những cái cây cổ thụ ở đây nhìn phát thôi là thấy rất là nhiều gỗ rồi. Có lẽ là chúng ta sẽ cần phải làm một cái anh tiều phu may mắn để kiếm tiền. Ê, từ từ đã, quên mất, trước khi lập nghiệp tôi cần phải làm một cái chỗ để ở đã. Các cụ ăn nói rồi, an cư lập nghiệp phải có chỗ để ở đàng hoàng xong mới lập nghiệp được. Thế là tôi dùng cái lệnh gạch easy để tạo một cái đảo. Có hai loại đảo là đảo trái đất với cả đảo vũ trụ. Tôi chọn phát đảo vũ trụ luôn. Cái loại đảo này nó mang một cái hình dạng giống như là một cái tiểu hành tinh. Trên đảo có một cái dương mà trong đó là những cái món đồ thiết yếu để chơi Skyblock, giáp da này, solar bar rồi băng các thứ đồ lung xung này. Với cái số kim cương nhận được ở đầu game thì tôi sẽ làm luôn cho mình một cái gì với cái cúc kim cương. Trời ơi, mới đầu game thôi có đồ kim cương để dùng rồi, sướng quá anh em. Và tôi sẽ đập bớt những cái thứ lâu la ở đâu ra đi để nhìn cái hòn đảo nó đỡ lung xung. Úi, không vào. Oh, what the hell? À không, lúc nãy là tôi muốn nhìn thấy cái phần phía dưới hòn đảo nên tôi rơi xuống thôi chứ không phải là tôi trượt chân đâu. Làm nhanh cho mình một cái máy đập đá và tất nhiên rồi, nó không chỉ cho ra mỗi đá cuội mà nó còn ra thêm nhiều loại quặng khác nhau nữa. Đặt thêm một cái khối băng ở đây xong rồi đập ra làm thành một cái nguồn nước vô hạn. Đặt nước ở đây là tôi có thể đi theo cái nguồn nước dễ dàng đi xuống đáy xã hội. Hello hello, xin chào mọi người. Tôi ở dưới đáy xã hội này đến đây cũng được 20 năm rồi mà chưa thấy căn villa ở cái gia đình nào xuất hiện cả. Theo tình hình hiện tại thì tôi thấy là nó không được khả quan lắm. Mà cái hòn đảo này tôi nói thẳng ra là đối với tôi thì nó là xấu, nên là tôi đã đưa ra một cái quyết định là phá toàn bộ cái hòn đảo này đi, xây lại một cái khu mới, cái hòn đảo của riêng tôi. Tôi cầm kéo và cuốc lên phá từng lớp một của cái tiểu hành tinh đến khi nó không còn gì ngoại trừ cái lớp cuối cùng. Anh em nhìn xem cái hòn đảo bây giờ nó đẹp hơn rất là nhiều. Có mấy thanh niên nhận ra tôi rồi này, nhận ra thì cho đồ đi chứ còn chắc thật giả giả cái gì. Và đây là toàn bộ cái số block tôi vừa đập đảo ra tôi có được, nhìn vậy thôi mà tăng trữ được nhiều đá phết. Tôi bán toàn bộ cái số đá tôi có đi, tưởng nó được nhiều tiền lắm nhưng mà ai ngờ nó bèo bọt quá mấy ông. Cả đống đá đó được có hơn 1.000 việt kim, mà mấy ông nhìn xem, hai stack đất giá 6.000 việt kim. Trời ơi, đúng là tất đất đất vàng mà. Mua xong cái đống đất đó là tôi gần như không còn gì trong tay. Thì nhiều đất mà, cả đất mà ăn. Nhưng mà không sao, đầu tư lần này sẽ xứng đáng, tại vì cái số đất này tôi sẽ dùng để mở rộng cái đảo của tôi. Tình hình là tôi dùng hết đất rồi. 6.000 tiền của tôi, sẽ mua thêm 40 khối cỏ nữa để cỏ nó mọc ra cho nó đẹp. Và mấy cả 4 khối cỏ 300, gần 400 việt kim ạ. Tình hình hiện tại là chúng ta đang rơi vào cảnh nghèo nàn, nên là tôi sẽ lại phải qua khu rừng xanh để làm anh tiểu phu may mắn. Với cây rìu màu xanh polymer kim cương chói lóa ở trên tay thì cái việc chặt gỗ trở nên đơn giản. Và với 30 khối gỗ tôi bán được vãi cả 1.600 việt kim. Thế là bây giờ tôi đã có tận 2.000 việt kim. Sao 2.000 mà nhiều số không ấy nhở? Ôi, có thanh niên này gửi cho tôi 2 triệu việt kim này, anh định hối lộ hay là mua đá này nhiều cái này. Ôi, cái tiền này tôi không lấy đâu, tôi trả lại tôi không nhận đâu. Ôi, không trả lại được là như thế nào này? Ôi anh em ơi, tình hình là hiện tại vì một cái lý do nào đó mà tôi lại không trả tiền được người ta rồi. Ngay thấy như thế nào không được rồi. Thôi thì cũng là vì bất đắc dĩ, tôi không lấy đâu, nhưng mà không trả được nên là tôi cầm tạm nhé. Ui, hóa ra là phải mua rank. Mua rank mới chuyển tiền được mấy ông ạ. Kiểu mình đang tầng lớp thấp quá không được giao dịch. Đáy xã hội cơ mà. Thôi tôi cầm tạm cái số tiền này cho bạn đấy thôi, còn khi nào tôi giàu có tôi sẽ trả lại sau. Mà bạn ấy tên là gì nhỉ? Từ cái số tiền mà tôi giữ hộ cho bạn nào đó thì tôi có thể dễ dàng mua được cho mình cái số đất cần thiết. Rồi từ đó là hoàn thiện cái đảo của tôi. Tôi xây tiếp ra ngoài và mở rộng cái đảo của mình rộng ra thêm luôn. Và đương nhiên là tôi sẽ mở rộng cái đảo mình ra theo cái hướng hình tròn rồi. Mở rộng xong đảo cái là từ đâu một cái thanh niên bay qua. Thanh niên này nhìn cái tên nó quen lắm nhưng mà tôi không nhớ là ai cả. Không nhớ. Ui, thanh niên này cho tôi cái gì nữa này? Ui, đồ ngon đấy, ngon. Nhưng mà thôi tôi không lấy đâu. Còn tôi là một con người rất là chính trực nhỉ.
Cái gì không phải của tôi là tôi không lấy, không nhận, không tiêu, không dùng, ok. Vào trong server các bạn có thể nhập cái dòng lệnh như tôi để nhận quà. Đây là một cái hộp quà mà tôi đã phối hợp cùng với admin để tạo ra dành cho anh em viewer. Số lượng có hạn nên là anh em vào nhanh không là hết nhá. Còn làm sao để sử dụng cái phần quà này thì anh em đợi tí nữa tôi nói cho. Những cái món đồ hiếm thì tôi dùng lệnh gạch PP để cất nó vào cái kho đồ riêng và... Ui, sao trong kho đồ tôi có đồ của ai này? Ui cái gì mà YouTuber này, ui tôi đã làm cái gì đâu, tiền đâu rồi, vật phẩm các kiểu này. Không nhá, tôi nói rồi, cái gì không phải là của tôi không nhận, không tiêu, không dùng, không sử dụng. Nhưng mà ở trong cái kho đồ của mình thì là của mình đúng không? Ừ, anh em cũng đang tò mò là cái này nó dùng như thế nào đúng không? Ừ, tò mò quá nhỉ. Đây là vì anh em tò mò nhá, tôi cũng không muốn đâu, tôi sẽ sử dụng một ít thôi, một ít cho anh em biết thôi. Cái này là ấn xong rồi nó nhận được xu đúng không? Tôi dùng ít thôi mà, dùng ít. Ừ, giờ tôi đủ xu để nâng lên cấp rank của mình ấy. Tôi có thể mở thêm được một cái gói kit nữa này. Tôi nâng lên rank vua luôn này, mở thêm gói kit nữa luôn này. Tôi lại lên tiếp luôn rank quỷ luôn này, nhận thêm được gói kit nữa luôn. Oh my god, anh em nhìn xem, nhiều đồ vãi không? Tôi bán hết lục bảo bẻ kim cương có được đi, tôi được một cái số tiền nó cũng không lớn lắm. Tôi cũng chả hiểu tại sao gỗ nó còn giá trị hơn. Và để giữ cái độ tín trong cái lời nói của tôi đã gửi lại 2 triệu tiền cho cái thanh niên nhờ tôi giữ hộ. Đấy anh em nhìn xem, giờ tôi còn đúng 15k Việt kim kìa. Lên cái rank quỷ này cho tôi một cái khả năng mới, đó chính là vô hiệu hóa trọng lực. Nói đơn giản thì nó là bay, rồi sau đó là đứng chụp hình với fan. Yay, rất là vui. Chúc mừng anh em được lên TV nhá. Phí của anh em là 50k. Ok xấu, giờ tôi cần phải kiếm một cái số tiền lớn hơn để làm vốn đầu tư. Thế là tôi qua cái chỗ rừng xanh để chặt cây, chặn một lúc thì cũng được nhiều phết, bán đi được gần 4k. Tôi về lại đảo của mình và làm lại một cái khu đậm đá mới. Tôi có đứng thử đảo một tí và nó cho tôi một cái khối kim cương. Không sao, lại kim cương đây rồi. Tỷ lệ ra kim cương ở trong cái server này nó khá là cao ấy. Làm luôn cho mình cái kiếm kim cương. Thế là tôi có chọn bộ công cụ kim cương rồi. Tôi mở lại khu dịch chuyển của server lên để qua khu farm mobs. Ở trong server chúng ta không thể farm quái theo kiểu truyền thống được mà phải qua một cái khu đặc biệt. Trong cái khu vực này là vì một cái lý do nào đó mà bọn quái mà nó đứng yên không tấn công chúng ta, mà chúng ta có thể thoải mái tác động vật lý lên chúng. Thế là tôi lần lượt xử lý từng thanh niên một ở đây để lấy kinh nghiệm. Ok, lên level 30 rồi. Đánh xong quái tôi còn có thể bán được những cái đồ quái rớt ra này. Mặc dù nó cũng chả được nhiều tiền lắm. Ngoài ra tụi này còn rớt ra cái viên đá quý ấy. Tôi chưa biết là sử dụng để làm gì. Farm xong thì tôi qua khu enchant để phun sơn lên những cái món đồ của tôi. Cái cây kiếm đầu tiên tôi phun sơn lên nhìn nó uầy, rất là nhiều dòng phù phép luôn. Nhưng mà cái phù phép đầu tiên của nó nhìn tệ vãi nồi. Tôi lại quay trở lại farm bọn quái để lấy thêm kinh nghiệm. Và rồi cảm thấy thực sự là ngu người khi nhận ra là ở nhà tôi cả một đống lọ kinh nghiệm chưa dùng. Bro, tôi tiếp tục enchant lên cây cúc của mình và may mắn đã không mỉm cười với tôi. Nó tệ vãi nồi. Sử dụng trái kinh nghiệm, sau đó là enchant tiếp. Nó vẫn tệ vãi nồi. Tiếp tục enchant thì tôi được một thanh kiếm khá là ổn để đi bem nhau. Rồi sau đó là một cái xẻng 3 dòng phù phép cũng khá là ok. Nhưng mà cầm cái cuốc này trên tay tôi cảm thấy có cái mùi gì bị làm sao ấy. Ừ, cái mùi... mùi nghèo ấy mấy ông. Không được rồi, là một YouTuber tại sao lại sử dụng cái đồ tàn tạ như thế này? Phải chăng là do tôi chưa sử dụng đến hào quang nhân vật chính? Tôi hứa với anh em mà tôi chỉ dùng một cái thôi. Một cái thôi, hứa. Đảm bảo ở trong một viên kim cương này chúng ta có gì đây? Oh my god. Mẹ, đồ cũng bình thường thôi mà. Cái set kim cương full đồ polymer này, cùng với đó là một vài stack quặng. Thôi tôi cầm tạm mấy cái đồ kim cương đi phù phép, và cái phù phép nó ra cũng ok phết. Tôi nung quặng để lấy sắt, và trong lúc đợi quặng nung thì chúng ta sẽ khám phá tiếp hào quang nhân vật chính nhé. Hi hi. Cái này nhìn nó sáng chói quá này. Tôi hứa là tôi chỉ dùng một cái thôi. Ừ, đã bảo. Và trong một cái tờ giấy này chúng ta được Yo. Oh my god, what the hell. Vỡ hồ anh em, tôi từ nghèo rách áo trở thành đại gia giàu có rồi. Anh em nhìn này, những cái tờ ngân phiếu đầy tiền. Mấy mấy cái tờ này trên tay tôi chỉ cần ấn một phát thôi là tiền vào kho ngay. Ấn tiếp phát nữa xem nào. Ui, nhạy quá nhỉ. Ui, ấn phát nữa. Ui, vãi cả 500.000 Việt kim. Cùng với đó là cả đống cái món đồ nào khác đây. Ui, một bình kinh nghiệm 500.000 kinh nghiệm. Còn cả một đống sách cường hóa enchant đặc biệt này. Ui, thêm cả một bộ cái mảnh nâng cấp rank này. Ui. À, thôi cái này tôi dùng luôn vậy. Có cái mảnh rank này tôi có thể lên rank mà không cần vào shop mua. Anh em có thắc mắc là cái bình kinh nghiệm này được bao nhiêu level không? Ừ, tôi cũng thắc mắc quá. Wow. Tại sao chúng ta không dùng thử nhỉ? Wow, 351 level. Từ một tên vô danh tiểu tốt ở trong server, giờ tôi đã lên cái mức rank cao nhất. Cái mức rank này gần như gọi là cái tầng lớp đỉnh xã hội rồi. Theo cùng với đó là một cái khoản tiền cách xù, tôi có thể làm bất cứ điều gì. Còn một cái rương YouTuber này tôi không biết là làm cái gì, tôi sẽ mở ra thử cho anh em nhé. Đây là vì anh em ấy. Tôi mở thử một cái thôi, anh em tò mò tôi thử mở thử cho anh em biết thôi. Và hãy cùng xem nào. Oh shit, what the f. Nó là toàn bộ những cái đồ mà tôi có ở trong ba lô. Lại còn thêm vào cái gì đây? Ui, mảnh sắc nét, mảnh power này. Trời ơi. Thôi mấy cái này không dùng nữa đâu. Tôi mà khỏe quá người ta bảo tôi búp bẩn thì chết. Không được, không được. Có xu rồi tôi có thể vào một cái cửa hàng VIP hơn. Một cái cửa hàng xu. Trong này có bán những cái món đồ VIP Pro mang những cái công năng đặc biệt. Đấy, anh em thấy chưa? Bán cả robot đây nè. Tôi sẽ mua cho mình cái robot thợ mỏ để nó đập đá cho tôi. Còn tôi chỉ việc hit đặt con robot ở máy đập đá, sau đó là sát nhập đồ vào trong dương. Tôi còn có thể dùng tiền để nâng cấp cái em robot này để nó có thể tự nung quặng cho tôi nữa. Thế là giờ đồ
đào sẽ được tự động nung xong rồi dịch chuyển luôn vào dương, không cần hopper luôn. Ôi giời, xịn quá. Nhưng mà anh em biết gì xịn hơn không? Đó là nâng cấp để nó có thể đào được hai khối liền. Nhưng mà tốn hơi nhiều tiền nhỉ. Với con robot như thế này thì tôi nghĩ là từ giờ tôi sẽ không cần phải động tay vào cái máy farm đá lần nào nữa. Đấy, anh em thấy chưa? Hãy làm việc thông minh hơn chứ đừng làm việc chăm chỉ hơn. Hãy lười đi. Nhắc mới nhớ, tôi còn cả đống cái khối quặng này tôi chưa dùng này. Tôi sẽ ép hai cái cúp của mình vào với nhau để làm thành một cái cúp VIP Pro, rồi sau đó đặt toàn bộ cái số block quặng ra. Và giờ dùng cái cúp gia tài 3 của tôi để đào hết toàn bộ. Nó nung luôn này. Tôi mới nhớ ra là chúng ta có thể mua được cái sách cường hóa đặc biệt bằng kinh nghiệm. Và tất nhiên rồi, cái quyển sách phù phép này mang lại những cái hiệu ứng đặc biệt. Quyển này em và cúp sẽ tự nung quặng này. Mấy cái quyển này thì có lẽ là cũng tương tự. Và tùy từ cái loại sách hiếm với cả thường thì có những cái hiệu ứng yếu khỏe khác nhau nữa. Đây, tôi sẽ mở một đống cái sách này cho mấy ông xem. Đây, mấy ông nhìn xem cái quyển quay tay này. Quyển này em và cây cúp thì có thể cho tôi cái hiệu ứng đào nhanh. Yeah, sure, chắc chắn là như vậy rồi. Tôi cần phải mở thêm một vài quyển sách nữa để tìm được cái quyển tự nung 3. Nhưng mà không có là tôi đành phải ép hai quyển tự nung 2 vào để nâng cấp lên. Với quyển tự nung 3 này thì cái tỷ lệ nung quặng là 100%. Còn giờ thì ép vào cúp và nó thất bại rồi. Để tăng được cái tỷ lệ thành công khi mà ép sách thì chúng ta cần phải nghiền những cái quyển sách không dùng này ra. Chúng ta sẽ được những cái bụi sách cũ này, sau đó là mở nó ra và có tỷ lệ nhận được cái bụi may mắn. Tỷ lệ cao là nhận được bụi giáp rồi à? Tôi mở tiếp một vài quyển nữa để tìm cái quyển tự nung 3. Và lần này nó cho tôi một cái quyển tự nung 3 98% thành công. Tôi cho thêm bụi phép vào cái là thành 100% luôn. Ép vào cúp là ngon lành rồi. Giờ cái tỷ lệ đào nung quặng của cái cúp của tôi là 100%. Đào phát nào là nung phát đó luôn. Giòn tan. Có cái số level khủng khiếp như này thì tôi mang cái đồ kim cương đi phù phép luôn. Rồi sau đó là mở một đống cái quyển sách cường hóa để tìm cái quyển sách quay tay 3. Tìm được rồi thì ép nó vào công cụ để lấy cái hiệu ứng đào nhanh 3. Thế là giờ tôi đã có một cái bộ công cụ gọi là Supercalifragilisticexpialidocious rồi. Tôi bắt đầu qua cái khu dungeon để đánh quái. Cái tầng đầu tiên của cái dungeon là cái khu ma hải tặc. Mấy con quái này khi mà đánh ra nó sẽ rơi ra những cái nấm. Theo tôi thấy thì mấy con quái này cũng khá là dễ đánh thôi, chỉ là trâu hơn bình thường một tí. Ngoài nấm ra thì nó còn có cái tỷ lệ rơi ra một vài cái viên gem này. Bọn này đúng là cái kiểu yếu nhưng mà đâu lấy cái số lượng bù chất lượng. Đồ của tôi hiện tại là đồ kim cương bình thường thôi, bọn này táp đau phết thì không đùa đâu. Với cái nấm ma hải tặng này thì chúng ta có thể chế tạo những cái món đồ xịn sò trong server. Đây mấy ông nhìn xem, nhiều đồ quá này, tất cả các loại luôn. Có mấy cúp này hiệu suất 78, gia tài 5 luôn cái này. Ngoài ra thì mấy ông có thể trao đổi một vài khiên búp máu với cả giáp châu phết, chế tạo được cả những cái mảnh để nâng cấp sắc bén của kiếm này. Ấy từ từ nhá, hình như là cái mảnh đấy tôi có nhiều phết đấy. Ấy, đây nè, dùng cái mảnh này cho vào kiếm và nó sẽ nâng cấp cái độ sắc bén của kiếm lên. Một mảnh này có thể nâng cấp được 5 level sắc bén, còn thất bại thì trừ 1 level. Ui, thất bại cả 3 lần này. Ui, tỷ lệ là 75% mà tôi thất bại 3 lần liên tiếp này. Ôi, có lẽ là tôi không hợp với những cái trò may rủi như thế này rồi. Nhớ có lần có cái gì mà 99% tôi còn không thành công cơ mà. Tôi đã dùng khá nhiều và nó lên cho tôi sắc bén level 45. Với cái kiếm sắc bén như này tôi có thể một hit với cái tên này không? Không được à? À không nhá, nếu mà nhảy lên đánh chí mạng thì vẫn được. Thiếu một tí đam nữa là one hit rồi. Với cái kiếm one hit one kill này thì tôi có thể dễ dàng farm cái lũ ma hải tặc này. Tình hình là tôi đang đứng farm rất là bình thường thôi, có một cái thanh niên nào đó tự nhiên chạy qua đây. Theo kinh nghiệm của tôi, cái thanh niên này nhìn nó khả nghi lắm nhá, không đùa đâu. Ui, anh em thấy không? Đấy, không cần nhìn luôn mà. Ui, cái gì ấy? Giác quan sắc bén thế nhở? Ui anh em ơi, thanh niên này vừa dùng cung vừa đánh luôn này, không cần phải nhìn luôn mà. Ôi, tôi nhìn phát tôi hiểu ngay vấn đề rồi. Anh bạn này đang bắn một cái con gì đó khổng lồ ở phía bên kia kìa. Theo như là kiến thức mà tôi tiếp thu được thì có lẽ ở đây là cái loài sinh vật phải nhất ở cái tầng này. Nhưng mà kỳ lạ ghê ta ơi, con boss này chỉ đứng yên thôi, nó không làm một cái gì cả. Tôi đánh nó không đánh được luôn. Ui. Okay. Thôi, sức người có hạn, với cái khả năng hiện tại tôi nghĩ là chúng ta nên chỉ farm những cái con lâu la ở đâu ra xung quanh đây thôi. Tôi đã farm rất là nhiều những con ma heo và mãi về sau tôi mới nhận được một cái mảnh khiên ma hải tặc. Tức là cái mảnh khiên này nó cũng phải là thuộc cái loại hiếm ở trong server ấy. Vừa nói xong cái thanh niên vừa nãy tôi cho lên TV định cho tôi cái gì ấy này. Ui cái gì ấy, một stack luôn. Ui, hối lộ à? Không nhận đâu. Thôi thì mình lỡ hack rồi, nếu có phải trả giá thì mình cũng nên xin chấp nhận trả giá nhỉ. Farm được một lúc thì tôi được mem gọi qua cái tầng 2 của dungeon để đánh con boss. Tụi này nó kỳ ghê luôn á. Đồ đạc thì chưa có gì, gọi qua đánh boss là như thế nào? Ui, cái con boss của cái tầng 2 này cũng là một cái con zombie siêu to khổng lồ nhá. Mặc dù nó tên là nhện yêu tinh mấy ông ạ. Theo như tôi quan sát thấy thì cái tầng này nó chỉ có nhện thôi, nhện độc nhá. Có cả Spider-Man đang leo trên cây kìa. Ui, con nhện này nó bay trên không à. Ui, bọn nhện này nó đau vô cùng. Tôi cài cái mốt nó chuyển động thực tế vào ấy. Bọn nhện này nó nhìn nó khó đánh lắm mấy ông. Ok, trời ơi. Bảo qua đánh boss xong rồi bị cái bọn lâu la đánh chết này. Ui, quê quá. Ui, đánh con boss này an toàn vô cùng nha mấy ông. Tôi có thể thoải mái đứng đây đánh boss này. Chửi mấy con lâu la. Nào,
Nào, nào, nào, nguy hiểm vãi hồ. Tôi cảm giác như kiểu là mình tôi đánh con boss hay sao ấy. Ừ, mau nó tụt tí tẹo ạ. Thì đúng thật, một mình tôi đứng dưới cầm kiếm chém con boss. Còn mấy thanh niên kia thì phải đi xung quanh để dẹp mấy thằng lâu la ra, không là sợ tôi chết. Sau một cái thời gian đánh boss lâu võ thì cuối cùng con boss nó cũng gần chết. Và anh em biết gì không, boss gần chết cái là cả lũ bắt đầu bâu vào lia lịa chém. Theo như tôi biết thì ai hạ gục được boss thì được đồ ngon hơn. Nên mấy thanh niên này lao vào KS rồi à. Đó là cái lý do mà cả lũ đứng nhìn tôi chém nãy giờ gãy cả kiếm xong đến cuối mới lao vào. Tuy không phải là người hạ gục nhưng mà oh my god, mấy ông nhìn xem, tôi được nhiều đồ ngon phết này. Hai cái spawner, hai cái chìa khóa với cả một cái mảnh trứng để làm pet này. Cái chìa khóa cầu vồng có thể quay thêm ở đây để nhận thưởng. Tôi thấy đồ ở đây nó vật phẩm ngẫu nhiên. Ôi, nghèo vãi. Còn cái mảnh trứng này thì mới có thể dùng để đổi ở đây để có được một em pet cote phô mai que. Sau khi chơi bờ chán chê thì tôi về lại đảo kiểm tra cái hộp dương thì thấy nó đầy ự luôn. Mặc dù từ nãy đến giờ tôi chẳng làm gì nhá, tôi chỉ đi chơi thôi, nhưng mà tôi vẫn có thể về bán đá và được cả đống tiền. Đấy, đầu tư mua con robot này gọi là cái lựa chọn đúng đắn rồi chứ còn gì nữa. Nhưng mà tôi đã nói rồi, tôi là người lười, lười cả việc bán đồ luôn. Nên là tôi đã quyết định xuống tiền mua cái gậy buôn này. Cái gậy này chỉ cần ấn chuột phải vào dương cái là tự động bán hết đồ luôn. Mấy ông bảo cái gì cơ, đây gọi là búp bẩn á? Không, đây gọi là làm việc thông minh kết hợp với hào quang nhân vật chính. Ngoài ra chúng ta cũng có thể dùng cái cuốc tiên này để bán nông sản này. Tôi sẽ làm một cái khu trồng biếu địa ngục để test thử cái cuốc này cho mấy ông xem. Có lẽ là chúng ta cần phải đợi cây nó chín đã. Trong khi đợi cây chín thì tôi nhận được một cái thông báo gọi là có loot ở WAP PVP, cái khu bem nhau ấy mấy ông. Một cái khu vực nhìn nó gọi là sinh động phết nhưng mà hơi vắng người nhá. Ừ, cũng là vì tôi chơi lúc 3 giờ sáng mà. Chúng ta có thể ra đây và loot những cái skydrop này để nhận được cái món đồ ngon. Đây anh em nhìn xem, sách huyền thoại luôn này. Nhưng mà ở cái khu này là mọi người có thể tác động vật lý lên nhau nên là không cẩn thận là bay màu lúc nào không biết đâu. Nhưng mà từ từ nhá, cho tôi hỏi tí. Cái dương ở trên kia thì ai lấy được hả game? Sau khi loot xong cái thì ngay sau đó là một cái thanh niên gạ tôi chơi cờ bạc. Không 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 không, cờ bạc người chơi là người không bao giờ thắng, người không thắng là người chơi. Người không thắng. Người thắng là người không chơi, ừ. Nhưng mà anh em chưa biết là chơi cờ bạc ở trong Minecraft nó như thế nào đúng không? Nên là tôi sẽ hỏi thử cho anh em. Hứa là chỉ hỏi thử thôi. Ô, chơi cá cược này. Trời ơi, cờ bạc với chúng tôi à. 100k easy money. Đâu còn cờ bạc ở đâu nữa? Khu quay dương á. Quay dương thì tôi nghĩ là không phải là cờ bạc đâu. Nên là tôi sẽ chơi một tí thôi. Ừ, chơi chỉ một tí thôi. Và chúng ta sẽ vào cái shop su để mua cái chìa khóa quay dương. Có hai loại chìa khóa cho hai loại dương, là chìa khóa phù thủy với cả chìa khóa thượng cổ. Tôi sẽ chỉ quay một tí thôi, cụ thể là 10 lần. Ừ thì cũng ít mà. Chọn số may mắn xong rồi quay như kiểu là xổ số ấy nhỉ. Ô, xong rồi à? Tôi được một cái ô hiếm này. Là sao? Ui, một đống tiền luôn này. Cái gì mà một key nó cho tôi cả một đống tiền gần 1 triệu luôn này. Tôi lại nghi ngờ là cái tiền ở trong server này nó lại lạm phát quá mức rồi. Ui. Ui, lại một đống tiền. Hình như là quay mấy cái dương này nhận được tiền là cái thứ đen đủi lắm ấy mấy ông. Ngoài tiền ra tôi còn nhận được spawner xong rồi bình kinh nghiệm các kiểu ấy. Ngoài ra còn nhận được một cái mảnh rank này. Nhưng mà tôi lên rank level max rồi. Cái chìa khóa thượng cổ này nó có giá cao gấp đôi cái chìa khóa kia. Ừ, nên là tiền nó cũng nhiều gấp đôi, trời ơi. Một cái ô thượng cổ này. Phải chăng là đồ ngon? Yeah, và chúng ta được 3 quyển sách linh hồn. Đây là đồ ngon á. Cái quyển sách này tôi nghĩ là cái loại cường hóa nó xịn phết đấy. Nhưng mà cái tỷ lệ thành công của nó thấp thế này. Có lẽ là hôm nay may mắn nó không mỉm cười với tôi rồi mấy ông. Lại thêm một đống tiền. Tổng kết lại tôi được một đống sách, một đống spawner với cả một đống tiền. Chả lẽ nào cái hào quang nhân vật chính lại không thể đem lại cho tôi một cái món đồ VIP Pro sao? U thượng cổ đây rồi. Sách túy bác tiên quyền nghe như kiểu là võ rượu nhỉ. Ui, lại mảnh rank. Tôi không cần rank nữa. Tôi đã ra khỏi đáy xã hội lâu lắm rồi. Ô, lại mảnh rank. Shiba. Đây rồi anh em, cái hòm vũ khí bá vương. Và mở cái hòm này ra chúng ta sẽ được một cây rìu bá vương sắc bén level 160. Đây là cái key cuối cùng rồi anh em. Lại nữa này. Ui, quần bá vương. À đâu, quần thượng cổ chứ. Ui, đây là cái quần ở trong cái bộ giáp gọi là khỏe nhất server đấy. Trời ơi, mặc cái quần vàng sang cả thằng em. Ngoài cái tiền với quần ra tôi được thêm một đống spawner này. Cùng với đó là cả một đống tiền nữa. Có nhiều tiền thế này rồi thì thực sự tôi cũng mất hết cái động lực cày cuốc rồi. Trước tôi nghèo tôi thấy cái đảo này cũng tạm tạm. Nhưng mà giờ tôi giàu rồi, cái đảo này nó phải thành một căn villa. Tôi nâng cấp anh bạn robot lên level max để nó đào một phát cả hai block luôn. Rồi tôi hớn ha hớn hở qua khu dungeon để test cái rìu mới của tôi. Cái rìu này đánh bọn này one hit chứ còn gì nữa. Không one hit mới là lạ ấy. Ô, đúng lúc anh em đang đánh boss này. Để tôi giúp. Trời ơi, cái cung kia làm sao mà khỏe bằng rìu được. Nhìn tôi đây này. Ok kìa. Wow, tôi có quần thượng cổ mà ta. Nó vẫn one hit tôi kìa. Bảo sao cái thanh niên kia chỉ dám đứng ngoài bắn cung thôi. Đấy biết ngay mà, đến cuối máu yếu mới chạy vào ăn. Trời ơi, cái kiểu này thôi mình vào cùng mình đánh cùng thôi. Dỗi thì võ, không đánh boss nữa. Tôi qua tầng thứ 3 của dungeon xem có gì. Cái tầng thứ 3 này là cái tầng cuối cùng của dungeon. Nó có một con boss nữa, what the hell. Ui, phù thủy, ui cái gì ấy. Ui, phù thủy hệ chiến. Ui, đây gọi là phù thủy hệ boxing à. Ui kìa. Ui, đau quá. Ui, con boss, con boss nó chưa làm gì luôn á. Trời ơi, boss này là boss hệ tâm linh à. Mặc dù tôi đã mặc cái quần của bộ giáp khỏe nhất server nhá, nhưng mà bọn này hai hit tôi chết rồi, what the hell. Không thể nào mà như vậy được, tôi sẽ cần phải có thêm cái bộ giáp mạnh hơn.
Ok, và tôi lại được một đống Smartner với cả tiền và thêm một cái giày tối cao. Wow, tôi nghĩ như vậy là ổn rồi. Bứa cũng đã mọc nên tôi sẽ test cái cây này cho anh em xem. Nó chỉ gọi là một cái cây giúp mình đập xong rồi tự động thu hoạch, tự bán xong rồi trồng lại thôi. Theo tôi thấy thì cây này cũng không ngon lắm. Anh em cứ mua cái cúp mà ra tài cao đập còn phê hơn. Thay vì farm bứa thì tôi nghĩ tôi sẽ làm ra một cái khu công nghiệp đập đá. À không, ý tôi là đào khoáng sản. Ừ, tôi sẽ dùng tiền để đầu tư mua thêm một vài cái em robot này. Tất cả những cái em robot tôi sẽ nâng luôn lên level max. Cứ vậy là tôi xây một cái khu công nghiệp dạng tháp cao lên dần thôi. Mà tôi nghĩ là xây 5 tầng là đủ để tiêu pha rồi. Và giờ tôi đã là một ông chủ của một nhà máy khai thác khoáng sản. Tôi chả cần làm gì, ngồi không có tiền. Trời ơi, từ giờ hãy gọi tôi là Shark Neo Yuki. Đây là một cái dương gọi là đầy vật phẩm luôn. Nếu mà tôi bán cả cái dương này đi tôi sẽ được Wow, cũng gọi là một cái số tiền ok đấy. Giờ tôi sẽ vào cái shop Việt Kim để mua một vài cái quyển sách đi farm. Tôi sẽ mua cái quyển sách Ma Hải Tặng này để có thể farm được mảnh khiên nhiều hơn, nâng cấp quyển sách lên level max. Rồi thì dùng bụi tiên để tăng khả năng thành công. Sau đó thì ép vào rìu và bam, thành công chứ, 99% cơ mà. Giờ thì khi mà farm cái Ma Hải Tặng này, tôi chỉ cần đánh một con thôi là nó cho tôi 3 cục nấm, đôi khi là 4 cục nấm luôn. Thế là tôi cắm đầu vào farm một thời gian rất là lâu, được rất là nhiều nấm nhưng mà mảnh khiên thì không biết bỏ qua anh em. Tôi mất cả tiếng trời mà được có 6 mảnh khiên và trung bình là 10 phút một mảnh khiên à. Đây anh em nhìn cái số nấm mà tôi có này. Trời ơi, như cái quyển sách này không có tác dụng với mảnh khiên thì phải. Mà để có thể chế tạo được cái khiên thì chúng ta cần một stack cơ. Còn chưa nói đến là cái xương Ma Hải Tặng chúng ta cần phải đánh boss nữa. Trời ơi. À khoan từ từ đã, tôi quên mất cái respect. Anh em đợi đi. Ôi, cài xong rồi anh em. Ủa, cài xong nhìn đồ nó VIP Pro Luxury hẳn. Anyway, quay trở lại cái vấn đề cày khiên. Chúng ta không thể nào dành cả đống thời gian ra để cày khiên được. Chúng ta còn phải chơi sự kiện cơ mà. Nên là tôi sẽ cần phải nâng cấp cái bộ giáp của mình bằng cách sử dụng sách cường hóa. Tôi sẽ cày cái bộ giáp lên khỏe hơn để đánh boss dễ hơn. Cái quyển sách châu thánh này là nâng cấp của quyển sách châu. Tuy đắt nhưng mà nó búp thêm nhiều máu vết. Sau vài lần mở tôi mở được cái quyển châu thánh level 17. Ép vào quần xong rồi mặc vào thì bùm, tôi được búp thêm cả đống hàng máu luôn. Tôi còn ép thêm cái quyển cuồng nộ vào cái diều của tôi để tăng sát thương nữa. Nhưng mà khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây. Chúng ta không cần farm cũng được mà. Trong xem vừa có một cái khu chợ đen để bán đồ của member. Và may mắn thay ở trên này họ bán rất là nhiều mảnh khiên. Tôi giờ là ông chủ mà, là đại gia mà, mua gì chẳng được. Thế là tôi dễ dàng có đủ cái số nguyên liệu cần thiết để chế tạo ra cái khiên hải tặc, cái khiên yếu nhất trong tất cả các khiên. Chắc các bạn đang nghĩ là đã là ông chủ, là youtuber, lại còn là nhân vật chính nữa, tại sao không mua khiên khỏe luôn đúng không? Không, khiên khỏe là không cần thiết, tôi chỉ cần cái khiên này để hướng dẫn anh em thôi. Còn nhớ cái hộp quà ở đầu video chứ, anh em mở ra và sẽ được một cái bộ sơn. Đây chính nó, bộ sơn khiên, nó như kiểu là sơn của lửa chúa ấy, tại vì sơn và nó tăng cả máu nữa. Anyway, cầm cái này cho lên khiên và mình sẽ gia nhập vào Neju Gang. Đấy, cái khiên nó được đổi hình luôn, anh em nhìn này. Đó, đẹp không? Cái bộ sơn này có thể áp dụng vào mọi khiên, cả khiên thường luôn nhá. Vừa nâng cấp xong đồ thì boss lại xuất hiện. Thế là tôi qua chiến cùng anh em server. Sẵn tiện là flexing luôn cái khiên mới. Nói thật thì tầm này là mấy con nhện nhỏ tôi xử lý phát mốt, một hit là đi ngay. Nhưng mà nó nhỏ nó khó đánh chúng võ. Đấy là nhện nhỏ thôi, còn nhện to tôi nghĩ nó vẫn là một cái thế lực gì đó đáng sợ vô cùng. Ui nào, giáp tao khỏe lắm Miku. Nhưng mà với cái cây hàng vừa to vừa khỏe vừa dài của mình thì tôi vẫn có thể trụ vững để gây sát thương vật lý lên con boss này. Lần này xem vừa đông mem hơn nên xử lý boss cũng khá là dễ dàng. Chỉ có một cái điều không đổi là cứ gần hết máu anh em lại lao xuống tấn công. Đấy, cứ đông quá chả nhìn thấy ai với ai luôn. Đánh xong rồi vẫn chả biết là ai ăn được. Đánh boss này xong thì ai chẳng có quà. Chỉ là người ăn được boss nó được nhiều đồ hơn một tí thôi mà. Có cần phải tranh giành nhau thấy không? Tôi quay thử hai cái chìa khóa cầu vồng vừa nhận được và đồ nó khá là phèn. Giờ tôi vẫn chưa có áo với cả mũ ngon nên tôi sẽ all in luôn. Tôi sẽ mua key để quay, tôi sẽ mua một ít ư. Không, tất nhiên là không rồi. Lần này tôi ngã ở đâu gấp đôi ở đó. Khi nào có full set thì tôi dừng. Tôi mua không nhiều lắm đâu. Đâu đó có 20 cái chìa khóa thôi mà. Dây thượng cổ. Nhưng mà tôi có dây tối cao rồi mà. Có vẻ như là lần này do tôi dùng số của anh em trong server mách bảo nên là số nó cũng không được may mắn lắm. Đây rồi anh em. Và mở cái hòm vũ khí này ra tôi sẽ nhận được. Ngoài cái quần bá vương. Tôi có quần rồi mà. Trời ơi, quần thượng cổ rồi nó cho quần bá vương ạ. Có vẻ như là nhân phẩm lần này của tôi cạn kiệt rồi. Nhưng mà không sao, chúng ta của hiện tại vẫn thừa khả năng để bón hành vào mồm một vài thanh niên. Ui, nhưng mà thanh niên nào cứng quá thì chạy nha, không đùa đâu. Vô, thực sự luôn. Từng ấy máu nó cho mình một hit gần hẹo luôn cơ mà. Xong rồi tôi bị một cái thanh niên này đe dọa, nếu mà không chụp ảnh cùng thì sẽ bị thủ tiêu. Nên là thôi, bất đắc dĩ lắm mới cho lên TV ấy. Ui, mấy thanh niên đánh nhau rồi kìa. Thôi, nhân cơ hội này chạy thôi anh em. Ở gần đây là không ổn đâu. Thực sự tôi quá là cay cú khi bị bắt nạt. Đường đường là một YouTuber, nhân vật chính như thế này. Nhưng mà anh em biết mà đúng không? Cái phim nào mà hay thì nhân vật chính lúc nào cũng khổ sở hết á. Lúc đầu thôi nhá. Nên là tôi sẽ ép thật nhớ quyển sách cường hóa phù phép này vào, đợi một ngày trả thù. Tôi dành cả mấy ngày trời chỉ để kiếm sách phù phép xong rồi ép vào đồ. Và tôi cũng chơi một vài ván cờ bạc để xả sờ stress nữa. Thì nếu mà mình không thắng được lúc đánh nhau thì mình có thể thắng ở trên bàn bạc đúng không? Nhưng mà cũng có khả năng là mình thua nữa đúng không? Ừ, thế là tôi thua gần hết tiền rồi. Ui cái gì đấy? Thắng người ta xong rồi lại gửi lại tiền à? Ui, ngại quá không nhận đâu. Ui, mấy anh bạn này thắng tôi xong rồi gửi lại tôi hết tiền này. Thôi thì mình chết một lần thôi, mình gấp đôi luôn chứ. Ừ. Trời ơi, mày không thấy không? Trời ăn luôn nè. Ui lại thua rồi. Ui lại thua rồi nè. Thua nhiều quá. Tôi nghĩ là tôi nên dừng lại cái trò cờ bạc này.
để chuyển sang một cái trò cờ bạc khác. Let's go. Trời ơi, ngân phiếu này anh em. Tôi sẽ chỉ dùng một ít thôi. Một ít ít nữa. Ok, nice. Được mũ tối cao rồi nè. Thấy cái mũ vào và ok, tôi chỉ còn thiếu một cái áo thôi. Hai cái hòm liền luôn. Đây là cái hòm trang bị, tôi được một cái set xạ thủ. Well, nó cũng khá là ok. Còn cái hòm vũ khí bá vương này tôi chỉ mong là cái áo. Vâng, tôi có giày rồi mà. Còn cái hòm này nữa thì tôi được một cái cây thánh cung. Well, mấy ông nhìn xem, đây là tổng tất cả những cái số đồ mà tôi quay được này. Ôi, giờ nhìn cái set đồ trên người tôi xem, chỉ cần thêm một cái áo thôi là nó supercalifragilisticexpialidocious. Ở trên chợ đen thì cũng có nhiều người bán áo đấy, nhưng mà mấy cái áo đấy nhìn nó không xịn mấy ông. Ôi, tôi quá là mệt mỏi rồi, tôi không muốn dấn thân vào cái con đường cờ bạc này nữa. Chơi có chừng mực dừng đúng lúc, tôi có thể craft cái áo bằng cái đá cường hóa này, chỉ là nó hơi bị mắc một tí thôi. Và cái đá cường hóa này có giá bằng một cái chìa khóa thượng cổ, và tôi thì có rất là nhiều tiền. Úi, hết luôn cơ mà. Ôi, lỡ tay. Và thấy là tôi có thể dễ dàng craft nốt cái áo thượng cổ. Giờ là trên người tôi đã có 3/4 cái món đồ thuộc cái set thượng cổ, cái set đồ khỏe nhất game. Thôi, tôi nghĩ như vậy là ok rồi, chúng ta có thể dừng lại ở đây được rồi. Tôi đã có thể chạy nhảy ở cái dungeon 3 như là nhà của tôi vậy. Farm rất là thoải mái. Nhưng mà tụi này mà đông quá thì tôi cũng gọi là thở oxy gấp đấy chứ không đùa đâu. Ô, quên mất, tôi còn chưa có sọ phép. Cái sọ phép này có thể giúp tôi tăng nhiều chỉ số mà không cần cầm trên tay. Nhưng mà giá của cái sọ này nó khá là mắc á. Ừ, tôi đang suy nghĩ. Và trong lúc suy nghĩ thì tôi đã đánh boss ở tầng 3 cùng anh em. Giáp tôi hiện tại đã có thể chịu đựng được một vài cái đòn đánh của boss. Ừ, chứ không như trước là một hit là tôi bay màu rồi. Bọn tôi dễ dàng hạ gục boss mà lần này tôi là người ăn mới không ạ. Ăn được thì tôi được thêm một cái hộp quà thôi chứ tôi cũng chẳng được gì nhiều lắm. Sau đó thì tôi qua một cái khu chiếm đóng địa bàn với sân chơi của mấy thanh niên chơi bò trong server. Tôi chỉ đứng ở ngoài xem cổ vũ thôi mà mấy anh trai nóng tính quá chém tôi luôn mà. Mà thế miếu nào nó ăn hit tôi được nhở? Thôi, vui chơi như vậy là hơi bị quá đà rồi. Tôi về lại đảo, bắt đầu nâng cấp cái đảo lên để xây sự kiện. Tôi sẽ xây lên cao phía trên để xây một cái công trình liên quan đến Tết, cụ thể là Tết Tân Mão. Cái bậc sàn đầu tiên sẽ có cái diện tích khoảng như thế này. Sau đó là đi xuống cái bậc sàn thứ hai sẽ có diện tích tầm khoảng như thế này. Tôi sẽ cần phải tạo một cái đường cong tự nhiên để nhìn nó giống cái hình một hòn đảo. Ok, nhìn nó được phết. Đây không phải là một cái hình tròn hẳn nhá, nên là nhìn nó rất gọi là tự nhiên luôn. Rồi tôi chỉ việc lấp lại đất cái chỗ này để biến nó thành một cái mặt phẳng để xây dựng. Ok, để cỏ nó mọc đầy ra là đẹp. Giờ tôi cần phải nghĩ xem là tôi sẽ xây cái gì ở đây đây. Năm trước thì tôi xây một cây mai, còn năm nay tôi sẽ xây một cây đào nhá. Ừ, let's go triển thôi. Tôi sẽ cần phải mua rất là nhiều gỗ ở trong cửa hàng luôn. Rồi thì xây mấy khối gỗ thẳng lên để làm thành một cái thân cây. Thân cây này mấy ông nhìn lúc đầu sẽ không được đẹp lắm, nhưng mà tôi xây thêm cành với hoa lá vào nó sẽ đẹp. Ừ, mong là thế. Chúng ta cần phải xây thêm một vài cái đường rễ cây ở dưới nữa. Ok, nice. Tiếp đến là chúng ta chỉ cần xây thêm một vài cành cây. Tôi nghĩ xây cành cây như này là ổn. Chúng ta sẽ cần phải xây thêm một vài cành cây khác xung quanh cái thân cây lên trên cái ngọn cây. Tôi biết là lúc này nó vẫn xấu nhưng mà mấy ông cứ bình tĩnh, nhìn tí nữa nó đẹp. Ok. Tôi vẫn thấy cây này nó thiếu thiếu cái gì đó. Chúng ta sẽ cho thêm một vài cái hàng rào ở đây, ở thân cây, ở cành cây. Ok, giờ nhìn nó giống một cây sơ xác chết rồi chết mòn quá, chẳng giống cây đào gì cả. Anyway, tôi sẽ dùng cái bê tông xanh lá cây để làm thành những cái mầm non. Những cái lá mầm non sẽ ở ngọn cây và trông nó như thế này. Mấy ông mong đợi gì ở khối vuông? Tôi sẽ xây nó ở ngọn từng cái cành một và nhiều hơn ở trên cái phần ngọn cây. Giờ chúng ta đến phần xây hoa. Và tất nhiên rồi, hoa đào sẽ là màu hồng, nhụy vàng. Một bông hoa tôi sẽ xây trông như thế này. Nhìn cũng ok đấy chứ nhỉ? Ok, trông ổn đấy. Phải bao phủ cả cây này toàn hoa. Và thực sự ở đây công việc lặp đi lặp lại nhàm chán, tốn thời gian nhất mà tôi từng làm ở trong cái server này. Giờ nhìn nó bắt đầu đẹp rồi đúng không? Ừ thì chả thấy à. Mấy ông còn đợi gì mà không để lại cho tôi một like một sub đi. Tôi đã xây từ ngày qua ngày, từ đêm qua đêm, quên mất cả khái niệm thời gian luôn cơ mà. Và giờ thì công sức đã được đền đáp. Mấy ông nhìn xem, trời ơi, cây đào nó đẹp quá. Thì nhưng mà nếu mà mùa xuân thì tôi cảm giác nó vẫn thiếu thiếu cái gì đó. Thì mùa xuân cây lá đâm chồi đúng không? Tôi phải cho một ít cái lá cây ở xung quanh đây đã. Cho nó lên cả thân cây luôn này, cho ra cả cành cây luôn này, trồng thêm cả ít cỏ mọc ở dưới luôn này. Ok, trông nó ổn ổn hơn rồi đấy. Nhưng mà tôi thấy nó vẫn thiếu thiếu cái gì đó. Yep, chính là nó, lồng đèn. Tôi sẽ treo lồng đèn ở mọi cái cành cây ở trên cái cây này luôn. Và thực sự cái việc treo lồng đèn này nó cũng mất thời gian và nó mệt mỏ. Trời ơi, cứu tôi trời ơi. Nhưng mà thành quả nhận lại thì luôn là xứng đáng. Mấy ông nhìn xem chỗ lại bảo không đẹp đi. Xong cây đào rồi, giờ đến cái phần dưới này, tôi sẽ phải xây cái gì ở dưới này đây. Nhưng mà trước khi xây cái thứ khác, sao chúng ta không thử bật shader lên nhỉ? Oh shit, oh my god, look at this.
nhìn nó đẹp quá. Mấy ông hãy chiêm ngưỡng sức mạnh của Shader. Ui, trời ơi. Tôi biết là một vài thanh niên ở kênh chat nào mà không đẹp ấy nha. Ăn đấm. Thôi Shader vậy thôi, chứ để lâu quá máy tôi nổ mất. Công trình này tôi xây sẽ cần rất là nhiều những cái bê tông đỏ. Nói thật là cây đào tôi xây nó hơi bị thấp quá nên là xây nó phải đập đi đập lại mấy lần. Đây sẽ là một con thú linh vật của cái năm mới. Đó là con mèo. Một con mèo biết đứng và mặc áo dài. Thực ra con này giống con hổ năm trước tôi xây nhưng mà thay một vài cái chi tiết thì nó thành con mèo thôi. Nhưng mà không hiểu tại sao anh em ở trong server lại bảo con này giống con chuột. Mấy ông nhìn thấy con chuột không? Giống không? Thực ra nhà tôi nuôi hai con mèo, một con mèo trắng với cả một con mèo tam thể. Có một con mèo trắng ở đây thì tôi nghĩ là tôi nên xây thêm một con mèo tam thể nữa. Đây sẽ là khu vực mà tôi xây con mèo tam thể, nó sẽ đối lưng lại với con mèo trắng. Con mèo tam thể tôi xây cũng giống con mèo trắng thôi, khác mỗi cái màu lông thôi à. Cái phần lông ở trên mặt của nó tôi đã cố gắng hết sức để ấy lại rồi nhưng mà con này lông nó kỳ cục lắm. Thế là giờ tôi đã có hai chú mèo ở hai bên, tượng trưng cho linh vật của cái Tết Tân Mão này. Từ từ nhá, tôi đang nghĩ là chỗ nào tôi có thể xây cái tượng của tôi và xây tượng thêm của một người nữa là admin của server. Tôi đã xây thử một cái tượng tôi đứng lên trên rồi nhưng mà cây đào tôi lỡ xây thấp quá, thế là cái đầu tôi chạm vào cây đào nhìn nó xấu vô cùng. Thế là tôi đành phải ngậm ngùi phá đi xây lại. Tôi đã mất khá là nhiều thời gian để suy nghĩ xem là nên xây kiểu gì, sau đó là dẫn đến một kết luận. Tôi sẽ xây tượng của admin trước, có gì tượng admin xấu chứ không phải tôi. Tôi xây cái tượng của admin theo cái hướng đang ngồi và giơ tay lên chào mọi người, mặc áo dài luôn. Anh em nào mà chơi Minecraft lâu năm rồi là biết đây nhân vật nào đúng không? Tôi nghĩ là nhân vật này sẽ xuất hiện ở phần comment nên là anh em sẽ kéo xuống thử xem. Ok, giờ đến cái tượng của tôi. Tôi xây cái tượng của tôi theo kiểu đang đứng và bê một cái mâm. Cái mâm tôi bê là tôi định cho bê ngũ quả nhưng mà khối vuông thôi mà. Thôi để bánh chưng thôi được rồi. Úp, anh em nhìn xem. Ồ chi, giống y như đúc luôn. Xây xong thì tôi lại thấy là cái phần ở dưới kia nó hơi bị trống trải nhá. Thế là tôi quyết định xây thêm một cái con mèo thần tài dạng mini ở đấy. Con mèo này là tôi xem hướng dẫn ở trên YouTube thôi, chứ không phải là tôi tự nghĩ ra tôi xây đâu. Nhưng mà xây xong cái con mèo thần tài ở bên này tôi lại thấy là bên kia nó hơi bị trống trải một tí. Thế là tôi lại xây thêm một em mèo tam thể trong Minecraft đứng bên cạnh. Một em mèo tam thể đứng cạnh linh vật mèo tam thể. Em mèo này tôi xây nhìn nó cũng được phết đấy chứ nhở. Nhưng mà xây xong em mèo này đây tôi lại thấy là bên kia nó trống trải một tí. Thế là tôi lại xây thêm một em mèo trắng nữa đứng ở bên này. Đây đúng là hai con mèo nhà tôi luôn. Em mèo trắng này tôi xây cũng không khác gì em mèo tam thể kia cả, chỉ là lông nó màu trắng thôi. Ok, mọi thứ ở trên cái phần sàn 1 đã xong. Giờ chúng ta cần phải xây xuống cái phần sàn 2. Ở dưới này tôi sẽ xây một vài cây nhân tạo. Tôi sẽ dùng cái lông cừu màu hồng để làm thành lá cây, nhìn cho nó giống cái cây đào. Và bam, cái cây của chúng ta sẽ trông như kia. Oh shit, nhìn xấu quá, tôi phải sửa lại mới được. Và bam, oh shit, nhìn ok vãi rồi. Và tôi đã xây rất là nhiều những cây như thế ở xung quanh cái đảo của tôi. Không phải là cây nào cũng giống nhau. Tôi xây theo kiểu là có cây thấp, có cây cao, có cây một cành, có cây hai cành, có cây nhiều lá, có cây ít lá. Xây xong thì tôi còn xây thêm một vài cái chi tiết nhỏ để nhìn cho nó thú vị hơn nữa. Và giờ thì look, nó gần như là hoàn thành rồi anh em. Trời ơi, một cái đảo đón Tết nhìn nó đẹp quá trời luôn. Nhưng mà để nói đây là một cái đảo đón Tết thì tôi thấy nó cứ bị thiếu thiếu cái gì đó. Đúng rồi đó, đó chính là cái phần dưới này. Phần dưới này nó bị lộ ra quá là nhiều. Tôi thì tôi cảm thấy là không thích cái điều này, nên là tôi đã xây thêm cái phần dưới để nó che mất cái khu nghiện. Ý tôi là cái khu công nghiệp ở dưới đi. Cái này thì đơn giản, tôi chỉ dùng đất với cả đá để xây thêm, bồi thêm mà thôi. Trông nó nhìn nó tự nhiên phết. Và giờ thì tôi xin trân trọng thông báo đến toàn thể anh em đang xem video, công trình đã hoàn thành. Ok, và chúc anh em có một năm mới vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình, an khang thịnh vượng. Anh em nào mà vẫn còn ngồi đây từ tận năm trước sang năm nay thì đối với tôi thực sự đó là một điều tuyệt vời. Tôi thực sự là rất cảm kích và cảm ơn anh em rất là nhiều. Sẽ thật là tuyệt vời nếu như mà năm sau nữa chúng ta vẫn còn ngồi ở đây. Và mấy ông biết gì không? Tôi mới mở một cái shop tên là neojustore.com. Shop có vô vàn các dịch vụ hấp dẫn như là mua ảo Minecraft bản quyền, đặc biệt là còn có RAM Doom tài khoản Roblox cực xịn. Cùng với đó là vòng quay Robux dịp Tết, chỉ với hơn 10.000 một tí, các bạn có thể nhận được con số Robux khổng lồ lên đến 8.000. Uầy, còn chờ gì mà không vào ngay neojustore.com. Shop khai trương đúng dịp Tết nên là khuyến mãi nhiều phết, vào ngay đi không hết. Hên mang về 8k Robux là 8k Robux. Cái gì quan trọng nói lại 3 lần. Đấy, vào đi nhá, tôi đợi anh em đấy. Còn giờ thì bye bye.